Hầu hết mọi người không nhớ từ vựng bởi vì mọi người không đặt câu. Hãy đặt câu đi, bởi vì những cái cách làm cũ nó chỉ cho bạn những kết quả cũ là bạn hay quên mà thôi. Còn những cái cách làm mới mới mang lại cho bạn được những kết quả mới. Chứ làm sao mà mình làm những cách làm cũ và hy vọng được những kết quả mới được. Học từ vựng thì học như thế nào? Không phải là học theo cách truyền thống là được đâu, mà chúng ta cần phải có được những phương pháp phù hợp. Vậy thì đây sẽ là những phương pháp mà bạn cần phải là biết. Ok, mình ở đây đang giới thiệu cho bạn về việc là hai thứ. Thứ nhất là cách học cũ và thứ hai là cách học mới, là những phương pháp hiệu quả mà mình luôn đưa ra cho các bạn ở trong những chương trình chuyên sâu của mình. Thì thứ nhất, cách học cũ là gì? Là xét về nguồn học từ vựng thì chúng ta thường là học từ sách hoặc là học từ cái đề thi. Ví dụ như là những cái bộ đề ETS là đơn vị tổ chức kỳ thi TOEIC nó phát hành ấy, thì mọi người chỉ mình lựa đề xong rồi mình học từ vựng trong đấy. Nhưng có điều gì sẽ đảm bảo rằng những từ vựng bạn học trong đấy bạn sẽ gặp lại ở trong đề thi thật? Có điều gì đảm bảo không ạ? Chắc gì, đúng không ạ? Có phải là người ta sử dụng kiểu 1.000 từ vựng cố định, rồi người ta cứ lấy những từ vựng đó ra ra đề đi ra đề lại trong năm đâu? Không hề như vậy. Nó cũng giống như bài kiểm tra tiếng Anh của bạn trên trường thôi. Ok, hôm nay bạn học từ vựng ở một unit nào đó, chắc gì ngày mai bạn đi thi bạn đã gặp lại từ vựng đó. Và nếu như bạn không biết từ vựng thì bạn làm sao bạn làm được đề thi, làm sao bạn được nghe được, làm sao bạn có thể là làm được bài writing? Đồng ý không ạ? Cho nên là cái nguồn học từ vựng ở đây thì mình có cho mọi người, thứ nhất là cái nguồn là 2.000 từ vựng thông dụng. Được chưa? 2.000 từ vựng thông dụng. Hay là bạn nào mà không có thời gian thì học 1.500 cũng được rồi. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình nhắc đến 1.500 ở trong cái giai đoạn đầu của cái video này. Thì bạn nào có nhiều thời gian hơn thì cứ học 2.000. Thì càng nhiều từ vựng càng tốt mà. Nhưng mà bạn nào không có thời gian thì cứ học 1.500 là ok. Vậy thì tại sao bạn nên học theo cái nguồn từ vựng của mình? Bởi vì cái lý do như sau. Thì đây là lời giải thích của mình. Tại vì mình đã tổng hợp từ 30 đề thi do chính ETS phát hành trong suốt 3 năm vừa qua để mình lọc ra được list 1.500 cho 2.000 từ vựng tối thông dụng nhất. Và từ cái lý do đó mình mới gọi nó là thông dụng nhất, được chưa? Bạn có thể học từ 600 từ vựng ở đâu đó, 600 từ vựng TOEIC hoặc là 2.000 từ vựng đâu đó ở trên mạng, nhưng mình nói với bạn rằng là điều gì sẽ đảm bảo rằng là bạn sẽ gặp lại điều đó trong đề thi. Nhưng nếu như bạn học cái bộ của mình thì bạn sẽ thấy được rằng là mình tổng hợp từ 30 đề thi trong suốt 3 năm gần đây do chính ETS phát hành, thì có phải là xác suất bạn gặp lại ở trong đề thi cái từ vựng đó thì nó có phải là cao hơn không ạ? Người ta hay nói đấy là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Tại sao mình cứ phải phí công sức đi học những cái đâu đâu mà chắc gì mình đã thi, đúng không ạ? Học thi cái gì thì học cái đấy thôi. Thì ở đây mình đã tổng hợp lại đây, mình có thể show cho mọi người. Phần reading thì nó lại là một cái nhá. Đấy, từng test một thì mỗi cái test này thì nó sẽ có đâu đấy độ khoảng là 1.000 từ gì đấy mình ngồi mình lọc này. Đấy, bạn nào giỏi Excel thì bạn sẽ biết được rằng là cái hàm mà lọc là tần suất theo tần suất, đúng không ạ? Mình lọc 1.500 từ vựng thường xuyên xuất hiện nhất, có tần số xuất hiện cao nhất trong số 30 đề thi này, và mình đã cho ra được một cái list là 1.500 cho 2.000 từ đấy, thì mọi người sẽ hoàn toàn có được cái sự yên tâm khi mà mọi người học và yên tâm khi mà mọi người đi thi, là mình không dám nói là 100%, chắc chắn rồi, không có cái gì là tuyệt đối cả, nhưng mình sẽ dám nói rằng là ít nhất phải là 90%. Được chưa? Ít nhất phải là 90%. Thì đấy là cái lời cam kết của mình. Và ở đây thì cái việc là nguồn học từ mới đấy thì mọi người có cái phần là app rồi. Ở đây sẽ đi kèm với một cái app đây mà mình có thể show cho mọi người nha. Đây, ví dụ như là mọi người ở trong cái phần là lộ trình tháng 1 này thì mình có để ở đây là một cái app đi kèm về việc là học từ mới này. Đây, mọi người nhìn vào đây. Đây, mọi người ấn vào đây đó. Được chia theo từng level khác nhau nhé. Đây, khi mà mọi người vào đây thì mọi người sẽ đăng ký cái tài khoản đây. Hoàn toàn miễn phí, không hề có bất kỳ một cái chi phí nào cả. Sẽ có một vài chi phí nếu mà bạn dùng những tính năng nâng cao của người ta thôi, nhưng mà thực tế không cần. Không cần đâu, mình cứ học những cái về phần là cơ bản đấy thôi. Đây, thì bạn có thể là học những phần như thế này. Đấy, rồi cứ học thôi. Rồi người ta sẽ có những phần là câu hỏi các thứ này cho mình. Rồi mình sẽ học thế để mình có thể có được những sự ôn tập lặp đi lặp lại ấy. Cái này sẽ làm cái app để giúp cho bạn có thể ôn tập một cách là tiện hơn thôi. Chứ nó không phải nhân tố quyết định xem là bạn có nhớ được từ vựng đó hay không. Thế thì nhân tố nào quyết định xem rằng là bạn có nhớ được từ vựng đó hay không? Quay lại một chút về việc là cách học cũ thì bạn sẽ thấy được rằng là mình sẽ chỉ học từ vựng bằng những phương pháp là ghi chép này, một vài bạn học qua web, qua app, thậm chí là cái mà mình vừa chia sẻ là đâu đó là một vài bạn biết rồi đấy, hoặc là một vài app khác chẳng hạn. Khi mà mình nói với bạn rằng là nó không phải là nhân tố quyết định, đúng không ạ? Nó chỉ là một phần thôi. Vậy thì điều gì là nhân tố quyết định? Điều gì sẽ là những cái sẽ giúp cho bạn đạt được cái thành công trong việc học từ vựng này? Thì mình sẽ muốn phân tích được rằng là tại sao những phương pháp học cũ này nó lại sai trước, được chưa? Và sau đó mình sẽ đưa ra cái giải pháp cho bạn. Vậy thì ở đây tại sao những phương pháp học cũ nó không đạt được những cái hiệu quả nhất định? Bởi vì mọi người đang nhìn thấy đây là một cái kim tự tháp nói về việc là cái mức độ hiệu quả của những cái thứ mà chúng ta học theo những cái phương pháp khác nhau, thì xem cái nào nó hiệu quả nhất nha, xem những cái kiến thức nào nó lưu trữ lại ở trong đầu của mình, trong trí nhớ dài hạn của mình được lâu nhất nha. Thì đầu tiên là chúng ta có cái phương pháp gọi là lecture. Lecture này là mình chỉ ngồi mình nghe giảng thôi, tức là mình chỉ ngồi im nha,
Mình nghe thầy cô mình giảng. Cái phương pháp này thì bất kỳ những cái kiến thức nào bạn cũng chỉ nhớ được độ khoảng là 5% trong trí nhớ dài hạn của mình thôi. Nếu như bạn học 100 từ mới chỉ đơn thuần bằng việc là nghe thầy cô giảng thì bạn chỉ nhớ được 5 từ trong trí nhớ dài hạn thôi. Có thể hôm nay bạn nhớ cả 100, có thể ngày mai bạn nhớ cả 100 nữa đi. Nhưng xét về mặt dài hạn thì bạn không nhớ được nhiều đâu ạ. Tại vì nó là cách học gọi là passive learning, tức là cách học thụ động. Ok, tiếp tục nữa chúng ta sẽ có về phần là reading. Nếu mà học chỉ bằng việc là đọc thôi thì bạn sẽ chỉ nhớ được đâu đó được khoảng là 10%. Bạn học 100 từ bạn nhớ được 10 từ, bạn quên 90 từ. Hiểu chưa? Thế thì học làm gì? Đúng không? Thế thì có những bạn sẽ có được những cách làm rất là thông minh, và đó là lý do quyết định xem tại sao họ lại nhớ được rất nhiều từ vựng như vậy. Bởi vì họ học là học active learning, tức là học một cách rất chủ động. Hiểu chưa? Học một cách rất chủ động. Chủ động là gì? Chủ động là discussion group. Thì tức là mình thảo luận nhóm, mình mang cái từ vựng đấy ra, mình phân tích, mình thảo luận, mình xem là cái từ vựng đấy nó hay ở đâu, nó ứng dụng ở trong đời sống của mình như thế nào. Đấy, thì đấy là cái discussion group. Tiếp theo nữa, đấy là cái quan trọng nhất, đấy chính là practice by doing. Và đây là nhân tố chính mà mình muốn nhấn mạnh về phương pháp làm thế nào để bạn có thể học từ vựng mà dễ nhớ, áp dụng được trong thực tế và thậm chí còn có thể là nói được nữa cơ. Thì đấy là cái phương pháp mà mình muốn nhấn mạnh, đấy là practice by doing. Practice by doing đấy là gì? Đấy là mọi người không học không nhớ là bởi vì là mọi người không có thực hành nào. Mọi người chỉ học một cách rất là thụ động, mình chỉ nghe từ đâu đó, mình đọc ở đâu đó, nghe thấy vui tai, lẩm nhẩm qua một vài bước, ghi chép qua vài ô thuộc rồi. Nhưng mà mọi người đâu có thực hành nó. Học là phải đi đôi với hành đúng không mọi người? Nên là bất kỳ những kiến thức nào đó mà mọi người không thực hành thường xuyên chắc chắn nó quên. Điều này rất là dễ hiểu, nhưng mà mọi người không có biết áp dụng cái điều đó vào trong việc học từ vựng như thế nào. Thì bây giờ mình hướng dẫn này, bây giờ mình hướng dẫn này. Practice by doing là gì? Practice by doing đấy là thực hành đặt câu, được chưa? Practice by doing đấy là thực hành đặt câu. Ví dụ hôm nay mình học một cái từ là từ travel, là từ mới, ví dụ là như vậy, thì mình sẽ thực hành đặt câu với cái từ này. Đấy là ví dụ mình đang mong muốn là mình đi du lịch vào Sài Gòn trong tuần tới đi chẳng hạn, mình có thể đặt câu là I want to travel to Sài Gòn chẳng hạn, ví dụ như thế. Vậy là mình đã áp dụng những cái kiến thức mà mình vừa học được một cách rất là chủ động vào việc là đặt câu. Và theo bạn thì mỗi ngày bạn cứ đặt câu một câu như vậy thì liệu bạn có quên được không ạ? Sẽ rất là khó đúng không? Mình lấy ví dụ nhé. Ngày xưa mình học cái hằng đẳng thức đúng không ạ? Hằng hằng đẳng thức ở trong toán học đúng không ạ? Thì cứ mỗi ngày mình làm bài tập mình đều phải áp dụng cái hằng đẳng thức đó. Thì làm sao mình có thể quên được? Cho đến khi bạn nào năm 2, năm 3 đại học mà không học toán cao cấp nữa hay là như nào nữa mà mình quên mất đi cái hằng đẳng thức đấy, mình không có vận dụng nó vào làm bài tập nữa thì chắc chắn là mình sẽ quên. Chắc chắn là mình sẽ quên đúng không ạ? Thì đấy là cái việc là cách vận hành của một thứ là cách vận hành của mọi thứ. Thì từ vựng cũng như vậy, nên bạn cần phải liên tục vận dụng nó thì bạn mới có thể nhớ được nó chứ. Làm sao mà kiểu chỉ học là một cái công thức, một cái từ mới thôi xong rồi mình muốn là nhớ luôn trong dài hạn được. Đấy, thì cái việc là đặt câu rất là quan trọng. Và nếu có thể nếu nếu như bạn có điều kiện, có em, có bạn bè, có con cháu của mình gì đó chẳng hạn, thì bạn có thể là dạy người khác, teach others, những công việc của mình chẳng hạn là công việc về việc là dạy học, thì mình sẽ không bao giờ quên. Nói chung không bao giờ quên tại vì mình luôn dạy người khác mà. Nên là cái việc này thì rõ ràng không phải ai cũng có điều kiện về việc dạy người khác, nhưng mà hãy dừng lại ở việc đặt câu là ok rồi, được không ạ? Dừng lại ở việc đặt câu là ok rồi, chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng là dạy người khác đâu. Nếu mà bạn dạy được người khác thì càng tốt, được chưa? Nếu mà bạn hướng dẫn được người khác thì càng tốt, nhưng mà hãy đặt câu là ok rồi. Hầu hết mọi người không nhớ từ vựng bởi vì mọi người không đặt câu, đồng ý không ạ? Hãy đặt câu đi, bởi vì những cái cách làm cũ nó chỉ cho bạn những kết quả cũ là bạn hay quên mà thôi. Còn những cái cách làm mới mới mang lại cho bạn được những kết quả mới. Chứ làm sao mà mình làm những cách làm cũ và hy vọng được những kết quả mới được. Hãy đặt câu nhé. Hãy đặt câu. Vậy thì đặt câu như nào? Thì ở đây thì mình có một cái rất là đơn giản thôi. Thì mọi người có thể nhìn vào đây. Được chưa? Ví dụ như này. Thì ở đây là một phần là đặt câu. Thì mỗi ngày, giả sử hôm nay mình đặt ra mục tiêu mình học 15 từ. Đấy, hoặc là mọi người có thể là lấy cái phần là những từ vựng đã học ở trên cái app này này, thì mọi người đặt ra một cái, viết ra một cái sheet Excel như thế này này, rồi mọi người thực tập đặt câu thôi. Ví dụ 15 từ mới mỗi ngày thì mình đặt 15 từ, xong rồi hôm sau mình học 15 từ mới, thì trước khi học 15 từ mới thì mình lại đặt câu thêm 15 từ cũ nữa. Đấy, thì cứ như thế mình ôn tập ngày qua ngày thì mình sẽ nhớ. Thì đấy là lý do tại sao mà mình sẽ cần phải là học từ mới một cách rất là cẩn thận nha. Nó hơi lâu một chút, nhưng bạn tưởng tượng rằng là nếu mà mình muốn ăn xổi, muốn nhanh chóng ấy, thì nó sẽ không có tác dụng một cách là lâu dài và không có thực sự hiệu quả đâu. Đấy, cho nên là mình thà là mình gọi là học kỹ nhưng mà nó chất lượng còn hơn là nhanh nhanh chóng chóng đúng không ạ, rồi cuối cùng cũng có đi đến đâu đâu. Thì đấy là kinh nghiệm của mình nha, và mình sẽ muốn là chia sẻ với mọi người rất là chân thành là như vậy. Thì đây là cái phương pháp để thực hành đặt câu và ôn tập mỗi ngày, đấy là cái cách học mới của chúng ta. Hãy ghi nhớ điều đó, không ai nói cho bạn điều này đúng không ạ? Không một ai ở ngoài kia hướng dẫn cho bạn cái điều này. Bạn có đồng ý với mình không? Bạn đã bao giờ thấy một ai đó hướng dẫn cho bạn điều này không ạ? Nhưng mà mình vừa giải thích và mình vừa phân tích cho bạn rồi, thì đấy là lý do tại sao mà những phương pháp học của mình nó không dừng lại ở việc là ở trên app, nó không dừng lại học ở việc là học việc chay không thôi, mà nó còn phải là đặt câu nữa. Và rõ ràng khi bạn đặt câu bằng việc viết,
cái bạn viết vào Excel là bạn viết nhá, nhưng mà mình lại khuyến khích mọi người bằng đặt câu việc nói nữa cơ. Tại sao ạ? Tại vì có phải là khi mà mình tập nói thì mình sẽ cũng là tập phát âm luôn đúng không ạ? Tập phát âm cả câu luôn ạ, thì nó cũng sẽ giúp cho cái kỹ năng nghe của mình nó tốt lên. Ok, ví dụ như bạn học phát âm từ vựng đơn lẻ, ok bạn có thể phát âm được, nhưng mà đến lúc người ta vào cả câu, người ta nhấn nhá, người ta nối âm các thứ ấy, đôi khi là mình cũng không nghe được bởi vì mình đâu có phát âm giống người ta. Thì cái việc là đặt câu bằng việc nói, bạn cần phải nói nó ra, bạn phải tra phiên âm, bạn cần phải nói nó ra, thì nó sẽ giúp cho bạn có thể là gia tăng được cái điểm nghe của mình nữa luôn đấy. Cho nên mình rất khuyến khích bạn đặt câu bằng việc là nói nhá, vừa cải thiện được speaking luôn đấy, vừa cải thiện được cái việc nghe luôn, một công đôi việc. Tại sao mình không học như thế mà mình cứ nghe chóng chóng làm gì, hay là mình học cái phương pháp truyền thống làm gì cả, đúng không? Thì đấy là cái mà lựa chọn mỗi người thôi. Thêm một cái điều nữa đấy là có nhiều bạn hỏi mình rằng là ơ thế em đặt câu như này thì làm thế nào để biết em đặt câu đúng, nhỡ em đặt câu sai hay sao, thế em đọc sai à? Thì ở tại cái thời điểm này thì đang có rất nhiều những cái công cụ để giúp cho bạn check xem là bạn có đặt câu đúng hay không, và điển hình ở đây là ChatGPT. Được chưa? Mình đang mở một cái ChatGPT lên cho mọi người, và cách mà mình làm rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần gõ một cái lệnh rất đơn giản là check grammar, hoặc là bạn có cũng thể gõ tiếng Việt cũng được, đây là kiểm tra ngữ pháp xem có đúng hay không trong câu sau. Đấy, hoặc là mỗi kiểm tra ngữ pháp không thôi, thì mình lấy một cái ví dụ vừa nãy mình học cái từ là travel đi chẳng hạn, thì giả sử mình đặt một câu sai nhé, đây là mình cố tình đặt một cái câu sai nhé, đây này, I to go to travel đây, ví dụ đây là một câu sai nhé, và xem nó chữa cho mình này. Đấy, mọi người thấy không, nó chữa cho mình rồi nó sửa cho mình nữa, rất là tiện lợi đúng không? Vậy thì những cái công cụ này sẽ là những cái công cụ rất là hữu ích cho bạn trong cái quá trình mà bạn học nha.